Vườn Hùng Anh CZ xin kính chào các bạn nha. Xin kính chào các bạn. Và hôm nay Vườn Hùng Anh CZ lại chia sẻ với các bạn một câu chuyện mới. Nhưng câu chuyện hôm nay là về sắc thu. Đó là những cây phong đã bắt đầu chuyển màu lá các bạn ơi. Và đây chính là cây phong mà Vườn Hùng Anh CZ giới thiệu với các bạn trong nhiều câu chuyện về cây phong đổi màu lá. Trong những cây phong của Vườn Hùng Anh CZ thì có cây phong xanh, phong đỏ. Và cây phong này là cây phong đổi màu lá. Như lúc này các bạn đang nhìn thấy đây, trời châu Âu vào thu rồi. Và nói chuẩn hơn thì đông sắp về rồi các bạn ạ. Lúc này là giữa thu rồi. Các bạn nhìn thấy lá phong rụng kín mặt nền vườn rồi có phải không? Và cây phong này trong Vườn Hùng Anh CZ thì khi cuối xuân đầu hạ, toàn bộ cây phong này có lá màu hồng đỏ. Rồi đến đầu hạ thời tiết ấm lên, băng giá đi qua thì cây phong này có màu nâu, một màu nâu sô-cô-la thật là đẹp. Và các bạn cũng xem những câu chuyện đó. Rồi đến giữa hạ thì cây phong này chủ yếu nhìn thấy màu hồng đỏ. Màu hồng đỏ. Lúc này các bạn đang nhìn thấy nó vẫn có một chút hồng đỏ, có đúng không? Thực ra nó đang chuyển hết sang màu vàng đấy các bạn ạ. Đang chuyển hết sang màu vàng các bạn ạ. Và đây là một cây phong đổi màu trong vườn của anh CZ, quay cận cảnh để các bạn thăm. Và trong câu chuyện hôm nay không chia sẻ với các bạn về cách chăm sóc những cây phong, nhưng sẽ gửi tới các bạn cận cảnh hình ảnh cây phong đổi màu lá này và một hai cây phong khác cận cảnh để các bạn tham gia. Và bây giờ mời các bạn xem những cây phong khác khi thu sắp đi thì màu lá nó có thay đổi không nha. Đó là những cây phong lá đỏ bảy thùy. Và đây là những cây phong tiếp theo các bạn nha. Như Vườn Hùng Anh CZ từng nói với các bạn, đây là một cây phong xanh. Một cây phong xanh trong Vườn Hùng Anh CZ và là một cái cây lớn, nhiều năm tuổi. Gốc cũng khá to. Gốc cũng khá to các bạn ơi. Nhưng cây này thì cả mùa nó màu lá xanh các bạn ạ. Lá của cây này thì nhỏ thôi. Và bây giờ nó đang chuyển sang màu hồng các bạn. Chuyển sang màu hồng. Và 1-2 tuần nữa nó có thể màu hồng rực các bạn nha. Còn cả mùa thì nó màu lá xanh. Kế bên nó đây thì là những cây phong lá đỏ bảy thùy các bạn này. Đó, các bạn nhìn có đẹp không? Vườn Hùng Anh CZ đã chia sẻ với các bạn nhiều câu chuyện về phong, cách chăm sóc phong. Nhưng thu sắp đi qua rồi và lá lúc này nó cũng không đẹp như dịp đầu hạ, giữa hạ nữa các bạn ạ. Và lá nó cũng bị cháy vì có nhiều đêm nhiệt độ ở vùng ôn đới lạnh đã xuống âm 2-3-4 độ C các bạn ạ. Cụ thể là trong Vườn Hùng Anh CZ mới giữa thu mà nhiều đêm đã âm 4-5 độ các bạn ạ. Ban ngày nhiệt độ cũng chỉ 5-7 độ C, 3-4 độ C thôi. Và các bạn nhìn trong hình ảnh đây thì lá phong không còn được đẹp như lúc trước nữa rồi và bị cháy nhiều rồi các bạn ạ. Đó, thì đây là những cây phong lá đỏ đang trồng trong mặt nền, đang trồng trong chậu, những chậu khổ lớn. Và sẽ gửi cho các bạn thăm những cây phong ở dưới mặt nền vườn tiếp theo, cũng là cây phong lá đỏ bảy thùy như này các bạn nha. Trồng trong chậu khổ lớn và chậu hai lớp để giữ cho cây được ấm qua mùa đông. Đó là những cây phong trong chậu ở khu tiểu cảnh trong Vườn Hùng Anh CZ. Vườn Hùng Anh CZ đã lưu ý các bạn rất nhiều về cách bảo vệ cây phong và chăm sóc cây phong rồi. Trồng trong chậu hai lớp để giữ cho cây đủ ấm mùa đông. Và bây giờ Vườn Hùng Anh CZ sẽ gửi tới các bạn một cây phong lá đỏ bảy thùy ở dưới vườn để các bạn thăm khi mà mùa thu sắp đi qua, mùa đông về thì nó có còn được đẹp nữa không nha. Các bạn này, lá nó cháy như thế này rồi đó các bạn ơi. Đó, chứ nó không được đẹp như những cái câu chuyện khác gửi tới các bạn. Và mời các bạn thăm tiếp một cây phong dưới mặt nền vườn nữa nha. Và đây là một cây phong lá đỏ tiếp theo, cây phong bảy thùy sẽ gửi tới các bạn thăm trong câu chuyện này. Và lá nó cũng biến đổi rồi các bạn này.
từ một cây phong có lá màu đỏ rực suốt từ cuối xuân đầu hạ và bây giờ là giữa thu. Thu sắp đi rồi các bạn, đông về rồi. Nhìn qua các bạn thấy nó vẫn yêu, vẫn đẹp. Nhưng thực tế đây là một cây phong lớn nằm ở dưới mặt nền vườn của vườn Huynh CZ. Và ở khu vực này thì gió rất là lớn các bạn ạ. Gió rất là lớn. Cho nên cây phong này cũng cháy hết rồi. Cháy hết lá rồi các bạn ạ. Chuẩn bị đến lúc vườn của anh CZ phải bọc. Bọc cây phong rồi. Chỉ 1-2 tuần nữa thôi là toàn bộ những cái cây phong trong vườn của anh CZ được bọc vải để chống lạnh mùa đông. Bởi vì câu chuyện vừa anh CZ chia sẻ là ở nước Cộng hòa Séc, một nước nhỏ nằm trong Liên minh EU và nằm ở phía đông của châu Âu, nước của vừa anh CZ lạnh lắm các bạn ạ, cũng âm lên đến 15-20 độ C, thậm chí có năm âm lên đến hơn 20 độ C kéo dài hàng tháng ấy các bạn ạ. Và mùa đông ở châu Âu các bạn biết rồi, kéo dài 5-6 tháng và rất lạnh, cho nên phải tìm cách để bảo vệ cho nó tốt. Mặc dù là mấy hôm nữa thì lá nó cũng rụng hết các bạn ạ. Chỉ khoảng 1 tháng nữa thôi là giá rụng hết. Đó các bạn nha. Vậy các bạn đã thăm những cây phong lá đỏ trong vườn của anh CZ giữa mùa thu và đông sắp về. Các bạn yêu phong, các bạn có thể sưu tầm và trồng những cây phong như này nha. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh YouTube Vườn của anh CZ. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, động viên, ủng hộ và góp ý. Kính chúc các bạn nhiều sức khỏe, kính chúc các bạn nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại các bạn trong các câu chuyện sau, nhất là câu chuyện về phong. Nếu bạn nào yêu phong thì gửi tới các bạn vào dịp hè sang năm khi lá phong thật là mướt mát và đẹp nha. Xin chào, tạm biệt. Bye bye.